Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô rất vui được cùng các em tìm hiểu một bài thơ rất hay trong chương trình. Đó là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu chung về bài thơ. Một nhỏ tìm hiểu chung về tác giả. Quang Dũng sinh năm 1921, mất năm 1988. Tên khai sinh của ông là Bùi Đình Diệm. Quê ông ở Phượng Trì, Đan Phượng, Hà Tây. Quang Dũng là một người đa tài, song được biết đến nhiều với tư cách một nhà thơ. Thơ Quang Dũng vừa hồn nhiên, vừa tinh tế, lại mang đậm vẻ đẹp hào hoa, phóng khoáng, đậm chất lãng mạn. Ông đã để lại nhiều tác phẩm như các tập truyện ký Rừng biển quê hương, Đường lên Châu Thuận, Rừng về xuôi, Nhà đồi và đặc biệt là tập thơ Mây đầu ô. Thứ hai, chúng ta cùng đi tìm hiểu chung về tác phẩm. Tác phẩm có một xuất xứ đặc biệt, đó là khi nhà thơ đã chuyển sang đơn vị khác, nhưng ông vẫn bồi hồi nhớ về đơn vị cũ và ông viết bài thơ này như một bức kỷ niệm. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về đoàn quân Tây Tiến, nơi mà nhà thơ của chúng ta đã từng tham gia chiến đấu. Đoàn quân Tây Tiến được thành lập năm 1947 do Quang Dũng là đại đội trưởng. Nhiệm vụ của đoàn quân là phối hợp với bộ đội Lào bảo vệ biên giới Việt-Lào. Thành phần của đội quân này đa số là thanh niên Hà Thành, thuộc nhiều tầng lớp khác nhau và địa bàn hoạt động chủ yếu là miền rừng núi phía Tây của Tổ quốc. Hoàn cảnh chung của đội quân là thiếu thốn, đánh trận thì tử vong ít nhưng sốt rét thì tử vong nhiều. Tuy vậy thì đội quân này vẫn thể hiện một tinh thần hào hùng, lãng mạn, lạc quan và yêu đời. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về nhan đề bài thơ. Ban đầu, bài thơ có nhan đề là Nhớ Tây Tiến, sau đó thì mới đổi thành Tây Tiến. Chúng ta thấy rõ ràng có sự khác biệt ở đây. Nếu Nhớ Tây Tiến hướng người đọc đến cảm xúc toàn bài, đó là nỗi nhớ, thì Tây Tiến lại làm cho cảm xúc lặn vào chiều sâu, chỉ còn lại một hình tượng ám ảnh bùa vây, đó là hình tượng người lính Tây Tiến. Và đồng thời, chữ Tây Tiến ở đây gợi lên một cảm giác mạnh mẽ, trang trọng như một khúc quân hành, trong khi chữ Nhớ Tây Tiến lại gợi lên một cái gì đó dịu nhẹ. Như vậy, chúng ta vẫn thấy nhan đề Tây Tiến là một nhan đề phù hợp hơn với nội dung cảm xúc của toàn bài. Trong cảnh thâm u của núi rừng biên giới, Quang Dũng đã ghi thật rõ nét của đoàn quân đi, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, tuy nhẹ nhàng nhưng thấm thía hình ảnh bi hùng của người chiến sĩ, áo bào thay chiếu anh về đất. Và cũng vô cùng lãng mạn khi mơ về một dáng kiều thơm, bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Ngàn thước lên cao,
dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Chiều chiều oái linh thác cầm thép, đêm đêm mường thịt cọp treo. Nhớ ơi Tây Tiên cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xoài. Doanh trại bừng lên hồi đuốc hoa, kìa em xiêm áo từ bao giờ, khen lên man điệu nàng é ấp. Nhạc về viễn trăng xây hồn thơ, người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bên bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc trôi dòng nước lũ qua đông đưa. Tây Tiên đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai. Mặt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thời. Dài rác biên cương mồ viền xưa, chiến trường đi chẳng tiếc đời trai. Áo bào thấy chiêu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc. Tây Tiên người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi. Ai lên Tây Tiên mùa tâm nữa chẳng về xuôi. Tiếp theo chúng ta bước vào phần hai La Mã đọc hiểu văn bản. Chúng ta thấy bài thơ này có thể chia làm 4 đoạn, cụ thể như sau. Đoạn thứ nhất, 14 dòng đầu, miêu tả lại cuộc hành quân gian khổ trên cái nền của thiên nhiên miền Tây hùng vĩ. Đoạn số 2,
từ dòng thơ thứ 15 cho đến dòng thơ 22, nói về kỷ niệm đẹp về tình quân dân. Đoạn thơ số 3, từ dòng 23 đến dòng 30, miêu tả lại chân dung người lính Tây Tiến. Và đoạn cuối cùng, gồm 4 câu cuối, là khúc vị thanh nhớ nhung về miền Tây và đoàn quân Tây Tiến. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu đoạn thơ thứ nhất. Đoạn thơ đã miêu tả lại cuộc hành quân gian khổ của người lính. Trong đó, hai câu thơ đầu tiên của đoạn thơ thứ nhất đã khắc họa cảm xúc khái quát toàn bài, miêu tả lại nỗi nhớ chơi vơi của Quang Dũng. Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Câu thơ mở đầu với dạng câu cảm thán và biện pháp nhân hóa, làm câu thơ giống như là một lời tâm sự, lại giống như một lời mời gọi. Nhắc đến tên cảnh, tên Tây Tiến, cả một ký ức sống dậy. Đặc biệt là hình ảnh con sông Mã. Con sông đã trở thành một người bạn thân thiết, một chứng nhân lịch sử gắn bó với cả một thời hoạt động của người lính Tây Tiến. Để từ đấy đó, trong câu thơ số 2, nhà thơ đã nói về nỗi nhớ. Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Nỗi nhớ ngân lên. Hai từ nhớ trong câu 2 như hai nốt nhấn gợi tả nỗi nhớ chơi vơi, cháy bỏng, khôn nguôi. Nỗi nhớ thật lạ lùng. Nhớ gì mà nhớ chơi vơi? Đó có lẽ là nỗi nhớ không rõ nét. Thế nhưng nó ra diết thường trực. Nó vừa có chiều rộng, vừa có chiều sâu. Và gắn với hoàn cảnh tác phẩm, ta có thể lý giải được cái đích của nỗi nhớ này. Bài thơ sáng tác khi tác giả phải xa đơn vị, những kỷ niệm về ngày tháng chiến đấu trong đội quân Tây Tiến lại hiện về ra diết. Những chặng đường hành quân gian khổ, những kỷ niệm của đêm liên hoan, và đặc biệt, đậm đặc hơn là nhớ về người lính Tây Tiến. Ở đây chúng ta thấy tác giả đã sử dụng vần ơi rất khéo léo. Vần ơi kết hợp với từ lấy chơi vơi, toàn vần bằng, tạo lên cho bài thơ như âm hưởng của một tiếng vọng gọi miên man không dứt. Từ đó 12 câu sau, tác giả đã miêu tả lại chặng đường hành quân trong nỗi nhớ. Đầu tiên là hình ảnh chặng đường trong câu số 3-4. Sài khao sương lấp đoàn quân mỏi, mừng lát hoa về trong đêm hơi. Những địa danh Sài khao mừng lát làm cho rừng núi trở lên hoang vu hơn. Ở đây nó gắn với một thiên nhiên lạnh lẽo của rừng núi trong đêm khuya. Tác giả đã rất tinh tế khi đưa hình ảnh sương vào đây để khắc họa sự lạnh lẽo của cảnh vật. Hình ảnh sương rừng mờ ảo, phủ dày đặc như che kín vùi lấp cả đoàn quân. Tuy nhiên, ngay lập tức, trong câu thơ số 4, âm điệu bài thơ lại vút lên với một nét vẽ bình yên. Mường lát hoa về trong đêm hơi. Câu thơ đầy vần bằng, nhẹ như một hơi thở, và đặc biệt ở đó tác giả sử dụng hình ảnh hoa. Không biết là hoa rừng hay là ngọn đuốc soi sáng, nhưng nó làm cho câu thơ mang một nét đẹp vô cùng tinh tế. Ở hai câu thơ số 3, số 4, chúng ta thấy tác giả miêu tả một không gian lạnh lẽo của rừng đêm. Thì ở hai câu thơ số 5 và số 7, tác giả đã miêu tả sự nguy hiểm của dốc núi. Dốc lên khúc hiu, dốc thăm thẳm. Ở câu thơ số 5, nhịp thơ 4-3 cùng hai từ lấy khúc hiu thăm thẳm và biện pháp tương phản đã gợi hình tượng về một con núi có hai sườn dốc vừa cao dựng đứng lại vừa sâu thăm thẳm. Trong đó, câu thơ số 7, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống cũng với nhịp đó, cộng với một loạt các biện pháp như biện pháp tiểu đối trong câu, điệp chữ ngàn thước và đặc biệt là sử dụng các thanh trắc liên tiếp đã cụ thể hóa độ cao, độ sâu thật hùng vĩ của dốc đèo, từ đó diễn tả sự vất vả của người lính. Tuy vậy, tác giả vẫn dành những câu thơ miêu tả cho chúng ta thấy vẻ đẹp của núi rừng từ trên cao. Nó thể hiện rõ trong câu thơ số 6 và số 8. Quên hết đi sự nguy hiểm, câu thơ số 6 mang đến cho chúng ta một ấn tượng khác. Heo hút cồn mây súng ngửi trời. Leo tới đỉnh núi, cái cảm giác về nơi mình đặt chân không còn là đá núi nữa, mà trở thành cồn mây. Ai từng đặt chân lớn miền núi chắc sẽ hiểu cảm giác này.
Tuy nhiên, nó không phải cái bồng bềnh sương khói lãng mạn, mà là cái hoang vắng, heo hút. Từ lái heo hút được đảo lên trên nhằm nhấn mạnh cảm giác này. Nhưng đối lập với tất cả khó khăn lạnh lẽo của chặng đường vượt núi, của cồn mây là hình ảnh hóm hình, súng ngửi trời. Hình ảnh nhân hóa ẩn dụ ấy vừa thực vừa gợi ra chất lính của người lính Tây Tiến. Chỉ bằng cụm từ này, chân dung người lính không bị chìm lấp đi trong cảnh mà chan hòa, ung dung, thậm chí oai phong lẫm liệt giữa rừng núi. Bên cạnh hình ảnh của cồn mây, tác giả còn miêu tả hình ảnh mưa xa khơi. Nhà ai pha luông mưa xa khơi? Ẩn dụ khơi và cách hỏi phiếm chỉ nhà ai cộng với một loạt thanh bằng gợi ra một không gian mênh mông chìm trong biển mưa đầy ấm áp và yên bình. Xa xa, giữa màn mưa răng răng như sương khói, nửa thực nửa mơ, ẩn hiện những căn nhà. Hiếm có cảnh nào trong mưa lại gợi được một không gian yên bình như thế. Đan xen với cả hình ảnh của núi rừng thiên nhiên, tác giả còn nói đến hình ảnh người lính. Câu thơ 9 và 10 đã tái hiện cho chúng ta những giây phút nghỉ ngơi của người lính. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, cục lên súng mũ bỏ quên đời. Câu thơ này có rất nhiều hướng hiểu. Hướng hiểu thứ nhất, người ta cho rằng nó miêu tả hình ảnh của người lính Tây Tiến đã vĩnh viễn nằm lại ở mảnh đất hoang vu này. Và cách nói gục lên súng mũ, bỏ quên đời, làm giảm nhẹ nỗi tang thương. Tuy nhiên, thì theo cô, hai câu này lên theo cách hiểu thứ hai. Đó là việc nói về người lính Tây Tiến đã kết thúc chặng đường hành quân trong đêm và họ tự thưởng cho nhau một giấc ngủ. Câu thơ thoáng một nụ cười dí dỏm đầy chất lính của họ. Tiếp tục chặng đường hành quân, câu thơ số 11-12 vẽ ra một thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ và nguy hiểm gấp bội. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp trêu người. Ở đây thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ nguy hiểm đã được tái hiện trong tiếng thác, trong tiếng bước chân của thú dữ. Hai câu thơ với một loạt thanh chắc gợi lên một cảm giác nặng nề vô cùng. Chữ hịch, chữ cọp nghe nặng như bước chân một con hổ đang rình mồi. Đó không phải sự nguy hiểm trong vài phút, mà là nguy hiểm bám riết, chiều chiều, đêm đêm. Tuy nhiên thì ở đây, cụm từ cọp trêu người lại làm cho chúng ta thấy một chất lính toát lên, hóm hình, bất chấp mọi khó khăn. Để rồi, chặng đường ấy dường như kết thúc khi tác giả đã nhìn thấy, nhớ đến. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Nhạc điệu của hai câu thơ này khác hẳn với phần trên. Ở đây, người lính đã có những giây phút hưởng trọn cái bình yên của núi rừng. Ở đây, tác giả miêu tả không gian tươi mát, êm đềm của thiên nhiên Tây Bắc đang vào mùa nếp xôi và cũng gợi lại đến cho chúng ta thấy bao nhiêu những kỷ niệm về con người Tây Bắc dịu dàng, ấm áp sau làn sương khói, sau mùi hương gợi nhớ của vùng đất này. Nỗi nhớ về vùng đất Tây Tiến, về con người được xen trộn với sự xúc động, sự sung sướng của tác giả. Câu thơ tràn ngập một phần bằng, tạo lên cho chúng ta thấy một cảm giác nhẹ bẫng. Nếu ở trong đoạn thơ thứ nhất, chúng ta đã được chứng kiến cảnh hành quân của người lính, thì ở trong đoạn thơ thứ hai, tác giả lại miêu tả kỷ niệm đẹp về tình quân dân của người lính Tây Tiến với cả những người dân ở miền Tây. Đầu tiên, tình cảm dân quân ấy đã được tái hiện trong cảnh liên hoan chợ giữa doanh trại, bộ đội và người dân địa phương. Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, kể em xiêm áo từ bao giờ, hèn lên man điệu nàng e ấp, nhạc về viên chăn xây hồn thơ. Ở đây, nhịp điệu câu thơ có cái gì thật náo nức rộn rã. Cảnh rực rỡ lung linh của đêm liên hoan đã được tái hiện qua nhạc điệu này, làm cho chúng ta thấy thật say sưa, ngỡ ngàng. Cái vất vả của chặng đường hành quân dường như biến mất đi, chỉ để lại niềm vui trẻ trung và lãng mạn. Chữ bừng ở đây là một nét vẽ có thần. Nó mô tả ánh sáng rực rỡ từ những ngọn đuốc trong đêm hội, gợi đến tiếng khèn tình tứ, mà cũng là tái hiện sự vui sướng của con người. Trong con mắt sung sướng của con người, ngọn đuốc cũng trở thành đuốc hoa, tình tứ
như nến thắp sáng trong phòng vợ chồng đêm tân hôn. Hai chữ kìa em cho thấy sự ngạc nhiên, thích thú của các chiến sĩ. Các cô gái đến với buổi liên hoan mà như các cô dâu trong lễ cưới. Các cô ấy chuẩn bị xiêm áo thật kỹ càng, e ấp trong điệu nhạc đặc trưng của dân tộc, làm cho người đứng dường như cũng bị say đi, mê đi trong tiếng nhạc, tâm hồn đầy ý thơ. Khúc ca man điệu cất lên, đậm bản sắc dân tộc, làm cho tất cả chúng ta, từ người lính cho đến người đọc bài thơ, đều thấy mê say. Không chỉ vậy, tác giả còn tái hiện lại khung cảnh Tây Bắc trong một buổi chiều sương. Người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đông đưa. Kỷ niệm trong cảnh tiễn đưa, tưởng đơn giản ấy mà sao lưu luyến đến vậy. Trái ngược với cảnh rộn rã ở trên, cảnh ở trong bốn câu thơ này chậm nhẹ lại trong không gian buổi chiều sương. Trong cái không khí vừa thực vừa hư ấy, cảnh vật trở lên có hồn và đầy quyến luyến, tình tứ như cùng đưa tiễn con người. Bằng biện pháp nhân hóa, dạng lau ven bờ được thổi hồn để cùng con thuyền đi đâu. Dáng dấp và linh hồn cây lau cũng như đi cùng. Tác giả còn phát hiện được hình ảnh nhỏ, song đầy sức gợi, đó là hình ảnh hoa đong đưa. Hình ảnh hoa chuyển động nhẹ nhàng, gợi tới sự nữ tính của các cô gái. Nó làm không gian dường như chợt sáng lên. Nhưng nổi bật trên khung cảnh đó vẫn là hình ảnh con người. Hình ảnh dáng người trên đồng mộc đem đến nét đẹp rắn giỏi, khỏe khoắn, làm cho bức tranh thiên nhiên ấy có một nét vẽ mà chúng ta thấy vô cùng bất ngờ. Vần chắc trong những từ mộc ấy, dáng và độc mộc chính là cái cảm hứng mà tác giả đã truyền vào trong bài thơ. Nó đem đến giọng điệu chắc nịch và khỏe khoắn. Bên cạnh đấy, điệp từ có thấy, có nhớ đứng đầu câu đã gợi nhắc con người về những kỷ niệm sâu lắng, đồng thời làm lời thơ man mác như một lời nhạc trữ tình. Vậy tóm lại, ở trong đây chúng ta thấy tác giả miêu tả một cảnh vật trầm nhẹ trong không gian buổi chiều sương như quyến luyến đưa tiễn con người. Và ở đấy nổi bật chính là hình ảnh con người Tây Bắc với nét đẹp rắn giỏi, khỏe khoắn, gợi nhắc con người về những kỷ niệm sâu lắng. Nếu ở trong đoạn thơ số 2 chúng ta thấy những kỷ niệm về tình dân quân, thì ở trong đoạn thơ số 3 tác giả đã đi sâu miêu tả hình tượng người lính Tây Tiến. Bức chân dung ấy đã được vẽ ra bằng những nét vẽ khác lạ, phi thường. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Hai câu đầu này đã vẽ ra bức chân dung ngoại hình vô cùng đặc biệt. Nó vừa tả thực, đó là tả thực về người lính không mọc tóc. Sự thật là sốt rét đã rụng hết tóc. Đó là màu xanh của làn da. Nhưng đó thực sự là do sự thiếu thốn về vật chất, do căn bệnh sốt rét đã làm cho màu da biến sắc. Đó không phải những hình ảnh của sản phẩm trí tưởng tượng hay phóng đại giật gân, mà là sự thực hiển nhiên tác giả dám đưa vào thơ. Không che giấu những khó khăn bệnh tật mà còn nói tới nó với một chất giọng yên hùng, nghịch ngợm. Vất vả đấy mà sao không bi lụy. Ở đấy, thay vì nói tóc bị rụng, màu da bị xanh xao, tác giả đã nói không mọc tóc, xanh màu lá, một cách nói rất chủ động, rất mạnh mẽ. Đó đặc biệt cụm từ đoàn binh và giữ oai hùng cùng một loạt thanh chắc nghe rắn giỏi, mạnh mẽ như khí khách của người lính vượt qua tất cả. Vậy ở trong hai câu thơ đầu này, ngoại hình của người lính Tây Tiến đã thể hiện được hiện thực gian khổ, nhưng đồng thời hiện thực gian khổ ấy lại toát lên cho chúng ta thấy được chân dung vô cùng phi thường của người lính. Đó là những nét vẽ bi tráng đầu tiên mà tác giả muốn tái hiện về người lính Tây Tiến. Tiếp theo, trong hai câu thơ số 3-4, tác giả đã đi sâu vào khắc họa nét đẹp trong tâm hồn của người lính Tây Tiến. Mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng hiểu thơm. Mắt chừng là gì? Mắt chừng thể hiện cho chúng ta thấy những quyết tâm lớn lao của người lính.
Đôi mắt chừng ấy gửi một giấc mộng chiến tranh qua biên giới, vượt qua cả không gian để sát cánh chiến đấu với nước bạn Lào. Đó là ý chí chiến đấu hướng về miền biên cương. Thế nhưng trong ý chí ấy vẫn không thể thiếu đi đêm mơ Hà Nội sáng Kiều Thơm. Sáng Kiều Thơm là nỗi nhớ da diết, là cõi đi về trong mộng của người lính, là nguồn cổ vũ động viên người lính. Câu thơ đầy nét lãng mạn của trí thức Hà Thành, trong đó có sự đau đớn nhớ thương, sự trăn trở về nhiệm vụ, nhưng có cả những ước mong khát vọng mãi thắp cho người lính. Họ quyết tâm chiến đấu cũng vì người thân phương xa. Trong tâm hồn của những con người trẻ tuổi ấy, lẽ nào không có chỗ dành cho mộng mơ của tuổi đang yêu? Họ lấy những mộng mơ ấy làm sợi dây nối liền khoảng cách với người thương nơi Hà Thành. Quả thực, Quang Dũng đã rất am hiểu về tâm lý của người lính và dám nói ra điều mà dù một thời nó bị coi là tư tưởng tiểu tư sản. Chính bởi vì điều này, người lính trong thơ Quang Dũng mới khác biệt, mới mang vẻ đẹp hào hoa. Bên cạnh tái hiện vẻ đẹp tâm hồn của người lính, ở đây Quang Dũng đã tái hiện cả vẻ đẹp của lý tưởng. Nó được thể hiện trong câu thơ số 5 và 6. Rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Rải rác biên cương mồ viễn xứ là gì? Nó tái hiện ra một không gian lạnh lẽo của nơi chiến đấu phương xa. Bao người đã nằm lại nơi đây. Từ rải rác viễn xứ làm tăng thêm sự cô đơn lạnh lẽo của những người chiến sĩ phải dã từ cuộc đời. Câu thơ trầm xuống như phút mặc niệm trước sự hy sinh của họ. Song không phải, đó là sự bi lụy, mà chúng ta vẫn thấy toát lên sự bi tráng. Bởi ở đây, tác giả đã sử dụng một loạt các từ Hán Việt, tạo lên cho chúng ta thấy một giọng thơ vô cùng bi tráng. Và đồng thời, nó cũng tạo lên nét trang nghiêm như nén tâm nhang thành kính trước những người đã khuất. Và để rồi ở đó, chúng ta vẫn thấy lời thề cống hiến quên mình của người lính. Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Với họ, cái chết nhẹ tựa lông hồng, vì họ biết rằng sự hy sinh của họ là có ý nghĩa. Họ đã đổi tuổi xanh tự do cho cả dân tộc mình. Hai câu thơ vừa tái hiện hiện thực gian khổ nhưng đối lập lại chính là khí phách anh hùng vượt lên trên tất cả của người lính. Họ đã nguyện hiến dâng tất cả cho đất nước. Và rồi, những người lính sẽ có lúc hy sinh. Hai câu thơ số 7, số 8 không che giấu hiện thực tàn khốc nghiệt ngã này. Áo bào thay chiếu, anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Áo bào thay chiếu anh về đất là câu thơ nói về hình ảnh người lính hy sinh. Và trong lúc hy sinh ấy, ngay cả tới mảnh chiếu bọc thi hài cũng không đủ buộc lòng người còn sống phải để nguyên cả bộ áo lính của người đã mất mà chôn. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta thấy tác giả đã sử dụng từ ngữ và cách nói mang tính chất đặc biệt. Áo bào ở đây chính là hình ảnh đẹp nói về các dũng sĩ thời xưa. Nó gợi lên sự thiêng liêng. Có vẻ tác giả không muốn nói về sự thật ấy, muốn giảm nhẹ đi nỗi đau. Nên ở đây hình ảnh người lính khi chết cũng mang nét đẹp hào hùng. Họ chiến đấu cho quê hương thì sự hy sinh cũng nhẹ nhàng, anh dũng. Bên cạnh đấy, tác giả còn sử dụng cụm từ anh về đất. Đó là cách nói giảm nói tránh về sự hy sinh của người lính. Nhưng khi mà sử dụng từ này, chúng ta cảm thấy như người lính đang hóa thân vào đất mẹ, bất tử cùng với đất mẹ. Vì thế, câu thơ số 7 làm thiêng liêng hóa sự hy sinh của người lính. Để rồi, trước sự hy sinh của người lính, sông mã gầm lên. Sông mã ở đây như trở thành một chứng nhân lịch sử, như đại diện cho cả hình ảnh của đất nước, cả dân tộc. Hình ảnh sông mã gầm lên khúc độc hành là âm hưởng của non sông đang cùng tiễn đưa những con người vĩ đại, những đứa người con của dân tộc về với đất mẹ. Không có người lính, sông núi như cô đơn với âm thanh dữ dội của khúc độc hành. Ta hiểu tất cả phải gạt nỗi đau để bước tiếp vào cuộc chiến. Do vậy nỗi buồn trong bài thơ mang một kích thước khác thường, khúc hát tang lễ thành khúc độc hành tiếp bước. Để tôi qua đó, chúng ta càng thấy rõ hơn đất nước nghiêng mình trước sự hy sinh cao cả của người lính.
Hai câu thơ số 7, số 8 miêu tả sự hy sinh đấy, nhưng đã nâng sự hy sinh lên tầm sử thi. Miêu tả về chân dung người lính Tây Tiến, tác giả dường như đang muốn trở lại nỗi nhớ mà tác giả nói ở ban đầu. Khổ thơ cuối ở trong bài thơ đã trở lại nỗi nhớ này với ước mong trở về thăm lại đoàn quân Tây Tiến xưa. Ở đó hai câu thơ đầu, nhà thơ đã dứt khỏi dòng hồi tưởng để trở về hiện tại là đã xa Tây Tiến rồi. Tây Tiến người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi. Khoảng cách thăm thẳm ấy là khoảng cách ngàn trùng của không gian, của thời gian. Để rồi, dù khoảng cách ngàn trùng không lên được, thế nhưng trong hai câu thơ cuối, nhà thơ vẫn thể hiện một ước mong. Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về sầm ngứa, ngứa chẳng về xuôi. Mùa xuân được hiểu với nhiều nghĩa, đó là thời điểm thành lập đoàn quân Tây Tiến, và cũng là mùa xuân của đất nước, mùa xuân của tuổi trẻ. Câu thơ cuối, hồn về sầm ngứa chẳng về xuôi, khép lại bài thơ, song âm điệu vẫn còn vang vọng mãi trong tâm hồn chúng ta. Có những thứ có thể quên đi, song có những điều chỉ gặp một lần mà nhớ mãi. Đó chính là Tây Tiến. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ bài thơ Tây Tiến. Từ đây chúng ta bước vào phần cuối cùng, tổng kết. Chúng ta cần ghi nhớ những nét chính như sau. Thứ nhất, về nghệ thuật, ta thấy bài thơ thể hiện rõ chất lãng mạn và chất bi tráng. Đấy là hai đặc điểm nổi bật tạo nên vẻ đẹp độc đáo của bài thơ. Về nội dung, chúng ta thấy Tây Tiến quả thật là một tượng đài bất tử về người lính mà Quang Dũng dựng lên bằng cả tâm hồn mình để tưởng niệm một thế hệ thanh niên trong một giai đoạn lịch sử đau thương khốc liệt mà hào hùng, vĩ đại của nước nhà. Hơn 50 năm qua, bài thơ Tây Tiến vẫn còn sức quyến rũ với người đọc hôm nay, gợi về những năm tháng không thể nào quên trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Bằng bút pháp vừa hiện thực vừa lãng mạn, Quang Dũng đã diễn đạt tài tình, nỗi gian khổ trên con đường hành quân của binh đoàn Tây Tiến, dựng lên được hình tượng vô cùng đẹp đẽ về người lính với hào khí ngất trời trong chiến đấu và nét hào hoa lãng mạn trong tâm hồn. Bức tượng đài người lính Tây Tiến được khắc tạc bằng cả tình yêu của Quang Dũng đối với những người đồng đội sẽ mãi mãi ở trong tâm hồn của chúng ta.